Chào mừng các thực tế đã quay trở lại với cửa hàng của người chơi đồ. Hôm nay một con hàng gaming cao cấp đến từ Dell Alienware X15R2 chỉ với 43,5 triệu tại trung chuyển laptop thì các thực tế sẽ sở hữu cấu hình khủng i9-12900H RTX 3070 chiến game này, 32GB, 1TB SSD để đa nhiệm và lưu trữ thoải mái, màn hình 2.5K, tần số quét 240Hz vừa nét vừa mượt. Nếu bạn thấy hứng thú với số đo 3 vòng của các em người ngoài hành tinh này thì các thực tế có thể book ngay bằng cách nhấp liên tục vào đường link ở phần bên dưới mô tả hoặc là đến thẳng trung chuyển laptop để được giảm giá còn đỡ hơn. Và bây giờ là review chi tiết Alienware X15R2. Giới thiệu cho anh nào chưa biết Alienware thì xem lại video về Alienware trước đi, tôi nói rồi đấy. Đây là một cái dòng laptop đắt tiền nên là trông nó rất là đắt tiền. Mặt lưng vẫn là thiết kế quen thuộc của một con người ngoài hành tinh, phát sáng được độ nhận diện thương hiệu không kém cạnh gì quả táo gắn dở của hãng A. Số 15 trong tên cũng được in nổi cách điệu trên mặt lưng, trông nó giống như kiểu là in số thân tàu vũ trụ ấy. Con máy này nó tuy to nhưng mà nó lại không quá nặng tại vì khung được làm từ hợp kim nhôm, magie và kim loại thì yên tâm về độ bền. Có lỡ tay đánh rơi thì lo phết, đừng rơi. Cái màu trắng của nó ấy, trông rất là đẹp sang. Nó đẹp được sang được như này là vì cái lớp sơn này không giống như laptop bình thường mà nó là sơn e-coating hay còn gọi là sơn điện gì. Cái này thì ông nào hay chơi phím custom cơ thì biết này. Ở trên bề mặt kim loại của laptop ấy, sẽ thường là dùng sơn anode. Sờ vào vẫn cảm nhận được đó là bề mặt kim loại. Thì cái ưu điểm của cái việc này ấy, là nó cứng và bền màu. Còn nhược điểm là sẽ hạn chế về màu sắc, như là màu trắng sẽ không làm được này. Còn đối với sơn điện gì thì ưu điểm là đa dạng màu sắc hơn, mịn hơn, sờ sướng tay hơn, nhưng mà cái nhược điểm là nó đắt và nó dễ sức hơn. Nhưng được cái là nó đẹp, màu trắng xong rồi nhám nhám mịn mịn, nhưng mà xong một kẻ thôi là chấm hết. Con laptop này thì nó hơi nặng, gần bằng một em bé tầm 8 tháng tuổi, tầm 2.4 kg. Đây không phải là một chiếc laptop gaming nhẹ nhất nhưng mà chắc chắn đây là một chiếc laptop gaming mỏng nhất, với độ dày là chỉ 1.6 cm. Nó nặng nhưng mà nó được cái là mỏng nên là cũng không quá khó khăn để mang vác đi cà phê, đi du lịch. Một điểm nhấn so với những cái bản trước đây là chiếc máy này được vẽ thêm một dải led chạy quanh phần gờ phía sau bản lề. Nhìn từ sau thì nó giống cái bộ của phi thuyền không gian mà là led RGB hẳn hoi nhá, chứ không phải là led đơn nhá. Đã là Alienware đã màu trắng lại còn có quả bô RGB cực chất như này nữa thì chả cần chơi game, tôi mua về tôi ngồi ngắm thôi là tế cả người rồi. Cái màu trắng với quả led lại trông sang. Bản lề thì được làm theo dạng trượt như này, nhìn đã thấy cao cấp rồi. Nên là cái hiệu quả đem lại cực kỳ tốt, không hề có một cái xíu rung lắc cật cù nào như mấy con máy gaming rẻ tiền. Và để có được một cái độ mỏng sexy như thế thì phải hy sinh đi một ít cổng kết nối. Hầu như là tất cả cổng kết nối đều được để ra phía sau, nhưng mấy cổng sạc thì nó lại không hiểu sao lại nằm bên cạnh như này, để cổng sau gọn hơn thế nhỉ. Cái con Dell Alienware X15R2 thì sẽ có một cổng A, vẫn cắm phím chuột được nhưng mà không thoải mái. Hai cổng Type-C, trong đó có một cổng Thunderbolt 4 này, một cổng HDMI 2.1 với khả năng xuất hình là 8K 60Hz, một khe thẻ nhớ microSD. Tôi nghĩ là thay quả khe cổng này bằng một cổng A hoặc một cổng SD là ngon hơn, trời này ai dùng microSD nữa, hơi thừa thì vậy. Và cuối cùng là một cổng audio 3.5 ở bên cạnh phải. Và chiếc máy này thì được trang bị cực kỳ nhiều khe tản nhiệt hai bên gờ đằng sau, hai bên bàn phím và phía trên bàn phím này, dưới màn hình cũng có luôn. Được cái là Dell làm mấy quả khe tản nhiệt này trông rất là thẩm mỹ, cảm giác nó vừa nhỏ gọn vừa được liền mạch với máy chứ không bị nhô ra như mấy con gaming khác. Thậm chí là chơi mấy quả giống lớp trắng ngoài không gian chó chất. Ở mặt đáy thì cũng là một tá những khe tản nhiệt theo dạng tổ ong, nhìn thì có vẻ hơi tấp cổ bé họng thôi nhưng mà hiệu năng tản nhiệt thì nói. Tóm lại về ngoại hình, nó trắng, nó xịn, nó mịn, mùi đĩa không thơm lắm nhưng mà như này là quá ok cho một cuộc tình. Màn hình thì lúc nào cũng là một điểm mà Dell cực kỳ chăm chút cho dòng Alienware. Viền màn hình cực kỳ tinh tế với 3 viền mỏng, nọng cằm là nơi để nhận diện thương hiệu nên là nó sẽ hơi dày một tí. Nó sẽ không phải là cái màn hình trông đẹp nhất tại vì kiểu trông nó không thẩm mỹ thật. Kích thước màn hình của nó là 15,6 inch là chuẩn của laptop gaming chuyên nghiệp này. Nó ở mức vừa vặn, không quá to, không quá nhỏ, đủ để người dùng có được một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và sự tuyệt vời nó chưa dừng lại ở đó. Đây là một màn hình có độ phân giải 2.5K, tỷ lệ 16:9, tần số quét 240Hz. Chơi game, xem phim mượt nét bao suất. Ngoài xem phim chơi game thì làm việc nó cũng tốt vì độ sáng tối đa là 400 nits này, độ phủ vào 100% sRGB, 99% DCI-P3, hỗ trợ tối đa cho những ai cần làm những công việc liên quan tới màu sắc hay là cần màu sắc phải chuẩn chỉ như này. Và tấm nền là tấm nền IPS nên là nhìn nghiêng nhìn ngả vẫn nét. Cuối cùng là công nghệ giảm ánh sáng xanh giúp bảo vệ mắt, hạn chế tình trạng đau nhức mắt khi làm việc nhiều. Với cái mức giá cao của chiếc máy này thì việc có màn 2.5K này, tần số quét cao này là cũng hợp lý. Để mà chọn phía 360Hz Full HD thì tôi cũng chọn 2.5K hơn. Để mà nói về hiệu năng trên những chiếc máy laptop thuộc dòng Alienware thì hơi thừa, vì chính cái tên nó đã nói lên một cái sức mạnh của con máy này rồi. i9-12900H cực kỳ khét 14x20 luồng này, xung nhịp tối đa 5GHz. Không tác vụ nào làm khó được con Alienware X15 này, từ game gủng, video hay là phần làm Photoshop, import, export file thần tốc trong vài nốt nhạc. Và RAM lại còn 32GB DDR5 nữa thì không bao giờ phải lo về giật lag các thứ, thoải mái hành hạ các kiểu. Về hiệu năng đồ họa thì RTX 3070 Ti mặc dù không phải là một cái dòng card mới nhưng mà hiệu
hợp năng vẫn rất là mapping, thậm chí nó còn vượt trội hơn một xíu so với một vài dòng cả tầm trung 4000 series mới ra mắt. Cho những game AAA cần nhiều hiệu năng đồ họa như kiểu là God of War hay là Spider-Man Remaster với setting đồ họa 2 vẫn ngon. FPS ổn định ở mức 65-70. Nếu anh em muốn nó mượt hơn nữa ấy, muốn trải nghiệm game nó căng hơn xíu thì chịu khó downscale độ phân giải xuống Full HD. Theo tôi nghĩ chẳng cần mấy, tại vì mấy game này trải nghiệm định mắt là chính chứ còn để FPS cao làm gì đâu. Theo tôi thì cái cấu hình i9-12900H và RTX 3070 Ti là một cấu hình hợp lý để đặt vào trong một con máy cao cấp như thế này. Nó thỏa mãn về mặt gọi là đi khoe flexing kiểu bạn khoe lên lên chơi nhỉ, xong còn vừa thỏa mãn về mặt hiệu năng chơi game cũng như làm việc. Với anh em nào làm đồ họa theo dạng 3D thì tôi cũng đã thử test một file animation trong Blender. Tất nhiên là với hiệu năng đồ họa đến từ bộ đôi i9-12900H và 3070 Ti thì render nó mượt, 100 frame chỉ tốn 3-4 phút render là xong. Ở đây cũng chỉ là file test khá nhẹ thôi, còn anh em nào chuyên nghiệp hơn tất nhiên là file nó cũng sẽ nặng hơn và render lâu hơn một chút, nhưng mà tóm lại chiếc máy này vẫn rất là mạnh. Và cái yếu tố góp phần không nhỏ vào hiệu năng chính là hệ thống tản nhiệt. Cấu hình hiệu năng cao như vậy thì chắc chắn nó nóng, tỏa nhiệt lớn, xong rồi máy còn mỏng, khe thoát nhiệt thì bé, nên là nhiều người sẽ nghĩ là con máy này cực kỳ nóng. Và đó là chính xác những gì mà nó không xảy ra trên con máy này, bởi vì đây là một con máy được Dell ưu ái trang bị tới 4 quạt tản nhiệt. Nhắc lại là 4 quạt tản nhiệt, nhiệt độ trung bình trong lúc test game hay là test render nó rơi vào tầm khoảng 85 độ, mức nhiệt cao nhất mà được ghi nhận là 87-88 độ. Mà cái trời này Hà Nội nóng thôi liệm luôn, một con máy gaming mỏng nhẹ 4 quạt tản nhiệt nhiệt độ tối đa chưa đến 90 độ thì là phi thường. Có thể nhiệt độ này là cao hơn so với nhiều các máy to đùng khác, nhưng mà hãy xin tha thứ cho thân hình loli trắng đẹp này. Loli thừa thì cũng phải nắm bóng hơn tí chứ đúng không? Tóm lại là hiệu năng của con máy này thừa sức để cân kèo được những thứ nặng nhất bạn có thể nghĩ ra. Đương nhiên là nặng quá thì phải chờ tí chứ không phải vào được. Và tuy không được trang bị bàn phím full size vì nó phải nhường chỗ cho mấy khe tản nhiệt lọt khe, nhưng mà với một chuyến thần Yasuo QE tốc biến R như tôi thì tôi cảm thấy chả có vấn đề gì. Cảm giác nó có hơi nông nhưng được cái độ phản hồi tốt, có ban đầu hơi khó chịu nhưng mà gõ lâu dài thì quen, nên là nếu muốn cảm giác tốt hơn thì mua bàn phím cơ mà gõ. Máy thì màu trắng tinh khôi nhưng bàn phím lại màu đen tinh chất. Cũng mè nó màu đen và nó cũng giảm bớt ánh sáng từ LED RGB và LED từ con đầu Alien hắt lên vào, chứ không thì nó hơi chói. Touchpad thì nó hơi nhỏ, vuốt chạm vào các thứ thì nó cũng bình thường. Một điểm cộng tôi khá thích nữa là ở cái phần chiếu nghỉ tay thì nó không có nhiều tem phiếu nhà sản xuất các thứ, chỉ có riêng duy nhất là một con chip của Intel thôi. Nhìn nó rất là clean, đỡ rối mắt. Và theo như tôi vừa đọc ở trên trang chủ của Dell thì con máy này có 6 cell pin, tổng cộng là 87W giờ. Theo như lý thuyết thì nó có thể chịu đựng được tầm 6-7 tiếng, còn thực hành thì mở màn hình lên để không được khoảng tầm 5 tiếng. Còn để mà nói về làm việc và chơi game thì thời buổi này chơi game toàn game nặng, giám sát của mà chơi làm việc thì toàn render project 3D các thứ, nên là giám sát của mà làm củ sạc công suất tận 240W cơ mà. Còn nếu mà lỡ bay phải mang đi đâu mà không cắm được sạc thì con máy này cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, sạc một chút là đầy. Chiếc máy này thì nếu nhìn ban đầu thì đúng thật là chẳng gì để chê cả, ngoài cái camera 720p 30fps ra. Chắc là do cũng mua máy này về thì không phải mục đích để học online hay là họp ấy. Quả cam này nó cũng hơi đần khi mà hiển thị trên màn hình 2.5K. Tổng kết lại thì với số tiền bỏ ra dưới 1 tỷ, cụ thể là 43 triệu rưỡi đang được bán tại trung trần laptop thì đây xứng đáng là một chiếc laptop gaming cao cấp cực kỳ đáng mua. Với người giàu, những trang bị cao cấp nhất như một làn da trắng mịn, chất liệu magie siêu bền, màn hình cực phê 2.5K tần số 240Hz, bonus xem chuẩn màu, cấu hình thì vô địch hiệu năng i9-12900H RTX 3070 Ti. Nó không quá mới nhưng nó đảm bảo là không ngán bất kỳ một cái tựa game nào, đặc biệt là tản nhiệt xịn sò nhất phân khúc với 4 quạt tản nhiệt. Và nếu có thượng đế muốn tặng ngay em hàng này thì hãy bấm ngay vào đường link trong phần mô tả hoặc bình luận, hoặc đến ngay với cửa hàng của trung trần laptop để có giá ngon hơn. Các bạn thấy sao với chiếc máy này? Tầm giá này thì có máy nào ngon hơn không? Hãy comment ở bên dưới. Tôi là vui vẻ, tôi hoặc là Linh. Đừng quên đăng ký kênh Chơi Đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.